Cảm ơn quý vị đã trở lại với chúng tôi trong bản tin trước ống kính phát sóng vào lúc 18 giờ hàng ngày trên kênh truyền hình BRT. Hôm nay thứ Sáu ngày 10 tháng 4, những diễn biến mới nhất trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội đã được chúng tôi cập nhật và sẽ chuyển đến quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, lợi dụng sự cả tin của người tiêu dùng và uy tín thương hiệu Viettel, trong thời gian qua một số cá nhân tổ chức đã thành lập fanpage giả mạo, cố ý tạo sự nhầm lẫn để lừa người tiêu dùng. Hôm qua 9 tháng 4, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đã phối hợp cùng Facebook gỡ bỏ 186 trang fanpage được coi là mạo danh thương hiệu Viettel trên Facebook. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel xác nhận 186 trang fanpage này không thuộc quản lý của Viettel nhưng sử dụng tên thương hiệu Viettel chưa phù hợp, khiến người dùng hiểu nhầm đây là trang đại diện cho các cơ quan, đơn vị, chi nhánh trực thuộc Viettel. Ngoài ra một số trang bị phát hiện đưa thông tin sai lệch, giả mạo về các gói cước của Viettel nhằm trục lợi bất chính từ người tiêu dùng cũng nằm trong danh sách bị gỡ bỏ. Động thái này thể hiện sự tiên phong của Viettel trong nỗ lực phòng chống tin giả, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, văn minh. Liên quan đến vụ các quái xế tụ tập đua xe quanh Hồ Gươm, Hà Nội ngay trong thời điểm giãn cách xã hội, khiến dư luận bức xúc. Sáng ngày 10 tháng 4, nhóm 28 thanh thiếu niên này đã bị công an triệu tập để điều tra về sai phạm. Ngày 9 tháng 4, trên mạng xã hội lan truyền clip có nội dung khoảng 23 giờ đêm ngày 8 tháng 4, có một nhóm thanh niên tụ tập thành từng tốp, bốc đầu, đua xe quanh Hồ Gươm, Hà Nội, bất chấp lệnh cách ly, vi phạm tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội. Lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an quận Hoàn Kiếm đã trích xuất camera, nhận dạng và khống chế một số thanh niên đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, những thanh niên này đã thừa nhận hành vi vi phạm. Phần lớn các thanh niên này có tuổi đời còn rất trẻ, từ 15 đến 22 tuổi. Nhiều người đã từng bị xử lý vi phạm trước đó. Liên quan đến vụ việc này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các vi phạm tương tự, báo cáo kết quả thực hiện với Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 4 năm 2020, đồng thời thông tin trả lời báo chí theo quy định. Còn tại tỉnh Quảng Nam, sáng nay 10 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Ninh đã ra quyết định truy nã Nguyễn Trung Thành, 32 tuổi, trú thôn Tú Hội, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, chiều ngày 5 tháng 4, chị NTTL đang làm nhiệm vụ kiểm soát y tế tại thôn Lộc Ninh, xã Tam Thành, thì bị Thành giật găng tay và khẩu trang rồi tát vào mặt chị L. Chưa dừng lại, Thành còn xông đến định đánh một dân quân xã đang làm nhiệm vụ nhưng được thanh niên đi cùng cản ngăn. Sau đó, công an huyện triệu tập lên làm việc nhưng Thành đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cũng liên quan đến hành vi coi thường kỷ cương phép nước, chống đối lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, Công an huyện Yên Phong và thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố 2 đối tượng chống người thi hành công vụ. Vào khoảng 1 giờ ngày 6 tháng 4, tại chốt số 5 phòng chống dịch COVID-19 trên đường tỉnh lộ 295B, giáp ranh giữa xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, với khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Thái Xuân Hưng đã có hành vi chống đối, thách thức, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng chức năng trong nhiều giờ đồng hồ. Được biết, Hưng nghiện rượu, đã có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ. Cũng vào khoảng 17 giờ ngày 7 tháng 4, Nguyễn Văn Quýnh, 34 tuổi, trú tại thôn Thiểm Xuyên, xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong, đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại thôn Thiểm Xuyên nhưng không đeo khẩu trang phòng dịch theo quy định. Mặc dù lực lượng chức năng đã tuyên truyền nhắc nhở nhưng Quýnh không những không chấp hành mà còn cố tình vi phạm, có lời lẽ xúc phạm và hành động chống đối. Thưa quý vị, theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây, quy định vượt đèn vàng không có sự khác biệt với quy định hiện hành. Quy chuẩn quy định khi tín hiệu vàng bật sáng, người điều khiển phương tiện giao thông phải dừng lại trước vạch dừng. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 quy định, nếu không có vạch sơn, vạch dừng xe, phải dừng trước đèn tín hiệu theo chiều đi. Người vi phạm cố tình điều khiển phương tiện chạy qua vạch sơn, vạch dừng xe sẽ bị xử phạt về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Trong trường hợp phương tiện đã tiến sát đến hoặc đã vượt quá vạch sơn, vạch dừng xe khi tín hiệu vàng bật sáng, nếu dừng lại sẽ gây nguy hiểm, phải nhanh chóng đi tiếp ra khỏi nơi giao nhau. Khi đó, người điều khiển phương tiện sẽ không bị xử phạt về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả máy điện, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, điểm E, khoảng 4, điều 6, quy định phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Đến đây bản tin trước ống kính do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 thực hiện xin được khép lại. Mời quý vị xem lại bản tin trên website brt.vn và mạng xã hội YouTube BRTgo. Chúng tôi rất mong quý vị cộng tác thông tin qua hộp thư điện tử trước ống kính brt@gmail.com. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ.